Xin cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Các bạn hãy like, share và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để ủng hộ chúng tôi trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ cái bài tập số 10 này. Bài này chính là đế đỡ mà có hai cái tay tròn. Đế đỡ này có hai cái tay tròn như này. Thì đây là hình 3D của nó đây các bạn. Đây là hình chiếu cạnh, hình chiếu bằng và hình chiếu đứng đây. Thì hình này mình có nhiều cách vẽ. Ở đây tôi sẽ chọn cái cách vẽ là tôi vẽ cái mặt đáy dưới trước nè. Đó, mặt đáy là 134 và 90, xong tôi ép chút lên chiều cao này. Xong tôi sẽ đục thủng cái rãnh này và tôi vẽ tiếp. Bây giờ tôi lần lượt làm cho các bạn xem nha. Tôi qua Inventor nè, tôi new một cái bạn vẽ mới nè các bạn. Các bạn chọn cho tôi thẻ Magic nha, lăn con chuột xuống, chọn cái thằng Standard Mm.IPT nè. Đây là cái để mình vẽ bạn vẽ chi tiết đó các bạn. Ok rồi. Rồi tôi sẽ sử dụng cái lệnh vẽ hình chủ nhật nè, Rectangle nè. Đó, tôi bắt góc vô đây. Đó, cái cạnh này là 134 nè. Nhập vô, tôi bấm tab để chuyển qua. Bấm tab, zoom nhỏ lại các bạn. Đó, để chuyển qua cái chiều cao. Chiều cao là 90 nè các bạn. Enter nè, đó. Vậy là tôi vẽ được cái mặt đáy này nè. Yeah. Sau đó tôi ép chút lên chiều cao này. Chiều cao này chính là 90 các bạn. Đây, tôi finish cái két này đi. Nha, tôi finish cái két này. Xong tôi dùng lệnh ép chút nè các bạn. Chọn vô đây. Nhập vô 40. Đó, mình ép chút lên cái chiều cao 40. Ok. Đó là mình được nguyên toàn bộ cái khối đáy dưới này nè. Cái khối đáy dưới này. Bây giờ mình sẽ đứng bên hông, mình vẽ một cái biên dạng này để mình ép chút kết nó các bạn ha. Đây mình sẽ đứng bên hông nè. Và mình kê nè, cái ở đây là 50 nè. Đúng không? Và chiều cao là 12. Đó. Mình sẽ tạo một cái sketch nè các bạn, grid 2D sketch nè, lên trên cái mặt hông nè. Đó, nó quay vậy. Đó, nó quay vậy thì mình có thể quay vậy, bấm nút này nè để nó quay ngang vậy cho mình dễ nhìn. Sau đó mình chọn cái lệnh vẽ hình chủ nhật nè, mình bắt ngay cái chụp hoành nè, ngay chụp ít đó, kéo đại ra đó, lít đại nè đó. Rồi mình ghi kích thước nè, khoảng cách từ đường này tới đường này là bao nhiêu. Ở bên đây nó cho là bao nhiêu, là 12 nè các bạn, thấy chưa. Rồi các bạn nhập vô cho tôi 12. Ok. Rồi khoảng cách từ mép này tới mép này là bao nhiêu? 50 nè các bạn. Đó, giờ. Rồi mình sẽ khống chế khoảng cách từ đây tới mép bên đây. Đó là bao nhiêu? Hồi nãy cái này là 90, 50 là còn 40. 40 vậy mỗi bên là 20. Đó, ok nè các bạn. Khoảng cách từ đây tới đây 20 nè, nó đều hai bên. Sau đó các bạn finish cái két này đi. Đó, mình vẽ được cái biên dạng này, mình finish cái két đó đi. Xong mình sẽ dùng lệnh add chút kết các bạn, bấm vô ép chút nè, bấm vô kết nè, chọn vô đây, chọn vô cái hình chủ nhật nhỏ đây nè, và cái chỗ extend này mình sẽ chọn vô cái on, tức là đây là mình đang đục nè, đục rãnh, mình đang cắt rãnh, cắt suốt từ bên đây qua bên kia luôn, cho nên mình chọn là on, ok, đó các bạn thấy cái rãnh không? Rồi, đó là cái rãnh dưới này, rồi ở đây nó sẽ có một ở giữa này các bạn, nó có một cái lỗ phi 40 đây, thì các bạn rít một cái 2D kết lên trên cái mặt trên này nè. Đó, xong các bạn chọn lệnh vẽ đường tròn nè, lít vô đây, các bạn dò nè, dò đưa con chuột, các bạn đưa con chuột vô ngay trung điểm này, dò xuống đó, nó có cái đường đứt đứt để dò nè. Đó, đồng thời mình đưa con chuột qua bên trung điểm này, ra cái trung điểm này nó hiện lên cái nút màu xanh các bạn. Khi con chuột mình đi ngang cái trung điểm hoặc đi ngang những cái điểm đặc biệt thì những cái điểm đặc biệt đó nó sẽ hiện lên cái nút màu xanh, các bạn thấy không? Đó, xong mình gà ngang qua. Đó, thấy không? Nút màu xanh này gà ngang qua. Đó, thấy các bạn thấy không? Nếu mà ở theo phương đứng và theo phương ngang nó đúng vị trí giao nhau rồi mình lít nó nè, kéo ra. Đó, và nhập vô phi 40 nè, enter. Đó, đây là ta được một cái hình tròn phi 40, sau đó mình finish cái két này đi. Mình sẽ sử dụng lệnh edit các bạn, chọn vô giữa này nè, edit cut nè, đó cũng là chọn on luôn nè, ok, đó các bạn thấy đục lỗ giữa thấy không, rất là dễ dàng. Tiếp theo mình sẽ vẽ hai cái tay này, hai cái tay này cũng khá là dễ các bạn, mình chỉ cần đứng một bên này các mình vẽ cái biên dạng này rồi mình edit ra,
Nha, tôi chọn mặt bên hông này nè. Đây, tôi chọn mặt hông này để tạo một cái sketch, rít hai đê kết nè, trên mặt hông này nè. Đó. Sau đó mình sẽ vẽ một cái đường tròn. Đây, chọn lệnh vẽ đường tròn này. Các bạn dò ở trung điểm của cái cạnh này, nó thấy cái nút màu xanh xanh này nè, mình dò lên, kéo lên, kéo lên, lít đại một điểm kéo ra. Và để coi tôi coi coi cái đường tròn ngoài đây nó là bao nhiêu. Đường tròn ngoài đây là phi 80 này các bạn. Thấy chưa? Rồi, các bạn nhập vô 80, enter. Rồi tiếp theo là cái khoảng cách từ cái tâm đường tròn này tới cái mặt đáy này là 78 nè. Đây, mình sẽ ghi kích thước từ tâm đường tròn này cho đến cái mặt đáy dưới nè. Kéo ra 78, nhập 78 vào, ok. Đó, nó gịch xuống các bạn. Tiếp theo mình sẽ vẽ hai cái đường thẳng song song xuống. Đây, song song xuống. Nhớ song song nha các bạn. Đó, từ bên đây vẽ song song xuống. Đó, giờ rồi sau đó các bạn dùng lệnh chim chim cái này đi, chim cái này đi, chim cái này đi. Rồi tiếp theo mình vẽ cái đường tròn đồng tâm, và để coi cái đường tròn này là cái đường kính bao nhiêu. Đường tròn này nè các bạn, đường tròn này đường kính là 42, các bạn nhập 42 vô đây, 42, enter. Đó, bây giờ mình sẽ vẽ thêm một cái đường line các bạn, đường line để nối kính cái tiết diện này lại. Đây, từ đây qua đây. Đó, bây giờ sau đó mình finish cái két này đi. Đó, mình được cái tiết diện kính này. Sau đó mình dùng lên adjust các bạn. Đó, adjust vô, chọn vô cái thằng này. Đó, khi mình chọn vô thằng này mình thấy nè, nó adjust từ cái mặt này ra phía ngoài này là không đúng cái yêu cầu của mình rồi. Mình sẽ đảo chiều, bấm vô đây nè. Đảo chiều lại, đó, vô phía trong đúng rồi, đúng không? Đồng thời là mình xem cái bề dày nó bao nhiêu, bề dày này ta cho bao nhiêu. Bề dày này, cái này 90 các bạn ha, mà cái này 50, vậy là còn lại 40, 40 chia 2 là 20, bề dày này 20 nè các bạn. Vậy là gì? Ở đây mình sẽ cho là 20, nhập 20 vô. Đó, các bạn thấy không? Rồi, ok. Đó, là ta được một cái tay tròn lên như thế này. Đó. Tới đây để vẽ cái tay tròn bên đây, để vẽ cái tay tròn bên đây thì mình có hai cách. Một á, là mình thực hiện y như hồi nãy, mình cũng tạo mặt sketch trên mặt này rồi mình vẽ y như bên đây, sau mình ép chút ra. Đó, đó là một cách. Cách thứ hai là mình sẽ lấy đối xứng của cái hình này qua cái mặt đối xứng mặt này. Đó, thì cái tôi sẽ vẽ theo cách thứ hai, nó dễ, nó nhanh hơn. Thì cách thứ hai á, mình cần là một cái mặt phẳng đối xứng ngay giữa cái khối này. Thì để tạo mặt phẳng đối xứng đó, thường gọi là tạo mặt phẳng chuẩn đó, mình bấm vô đây nè, bấm vô blend nè các bạn. Các bạn nhớ ở trong cái thẻ model nha, bấm vô blend nè. Đó, ở đây mình kéo 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 xuống chỗ này, chọn cái này nè, middle blend between two parallel blend, có nghĩa là gì? Mình sẽ vẽ cái mặt phẳng chuẩn mà nó sẽ song song với hai mặt phẳng còn lại. Và nằm ở giữa đó, between này, chọn đó, mình lít chọn mặt bên hông trái nè, lít chọn mặt bên hông phải, tự động nó dựng cho ta một cái mặt mặt này nè. Mặt này nó gọi là mặt work length 1, work length 1. Đó, thì cái mặt này chính là cái mặt phẳng đối xứng. Nếu như mình lấy đối xứng cục này qua phía bên đây thì nó sẽ đối xứng qua cái mặt này. Đó, sau khi có mặt phẳng đối xứng rồi này, mình chọn cái lệnh mirror nè, mirror, chọn đó. Rồi ở cái nút feature mình chọn vô cái chi tiết mình nè. Rồi sau khi chọn chi tiết rồi, mình lít qua cái nút gọi là mirror lens để mình chọn cái mặt phẳng đối xứng. Đây, thì tự động Inventor nó sẽ vẽ review qua cho mình xem thử. Đây, cái màu xanh xanh này chính là cái nó vẽ review cho mình đó. Nếu mình thấy đúng cái ý đồ mình rồi thì mình ok. Thấy chưa? Rất là nhanh, nhanh hơn rất là nhiều so với mình vẽ giống như ban đầu bên đây. Tiếp theo mình sẽ ẩn cái bề mặt chuẩn này đi, mình chọn cho bề mặt khoảng chuẩn nè, bấm phía phải các bạn ha. Rồi các bạn bỏ cái dấu tích visibility này đi, không hiển thị. Bấm phía phải bỏ visibility này đi. Đó, thấy chưa? Đó, như vậy là các bạn đã vẽ xong cái hình này đó. Bây giờ tôi quay vòng vòng cho các bạn xem nè, ở phía dưới nè, thấy chưa, ở phía trên nè. Rồi mình kiểm tra lại coi với cái
hình người ta cho giống dưa, giống ok đúng không? Đó. Rồi, ok. Như vậy là tôi vừa mới hướng dẫn các bạn vẽ xong cái bài tập này. Nếu các bạn thấy cái clip của tôi hay, cái clip của tôi hữu ích cho các bạn thì các bạn hãy cho tôi một like. Các bạn nhớ subscribe và share cái kênh của tôi để đón nhận các cái clip kế tiếp. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các cái clip sau.